Để phục vụ sự thuận lợi an toàn cho giao thông thành phố và dịp lễ Tết, UBND TP HCM vừa yêu cầu các đơn vị chức năng sớm hoàn thành việc nâng cấp trả lại lòng đường trước ngày 23 tháng 1 năm 2022. UBND TP yêu cầu ngành giao thông vận tải kiểm tra an toàn các công trình giao thông, khẩn trương nâng cấp, bảo trì, sửa chữa những tuyến đường giao thông trọng điểm, các tuyến đường đô thị, trả lại lòng đường trước ngày 23 tháng 1 năm 2022. Công an thành phố tăng cường tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý những trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, bảo đảm chấp hành tuyệt đối quy định về phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân, đồng thời có phương án sẵn sàng giải tỏa kịp thời, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.